Xin chào anh chị nhá. Chào mừng anh chị quay lại với kênh Tiếng Anh Grabby. Như thường lệ thôi, lại chăm đón những chủ đề liên quan đến ngoại ngữ. Thế nên là hồ gần chỗ tôi ở. Thế còn bờ hồ, hồ Hoàn Kiếm thì bây giờ có Tây không? Có Tây không? Thì cuối tuần trước thì tôi cũng ra. Thì là có vài anh chị hỏi là anh ơi, thời điểm này ở hồ có Tây không? Thì thực ra thì vẫn có anh chị nhá. Có, tuần trước nữa ấy, tôi được nói chuyện một anh người Tây Ban Nha. Mấy một anh người Mexico đấy. Vẫn có, nhưng mà thực ra là không nhiều, chủ yếu là 95-97% là người Việt. Nhưng mà thực ra đi bộ ra vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì vẫn có, cứ đi khoảng một vòng kiểu gì cũng gặp được một hai người đấy. Thế là hôm nay là chủ nhật thì tôi lại tiếp tục ra tiếp. Đây là buổi sáng tôi đi bộ ở tí quanh đây thôi. Thế còn buổi chiều là tôi hẹn một vài người bạn đấy, thằng mà ta tiếp tục bắt chuyện về Tây để bắt đầu là duy trì công việc là làm video người nước ngoài. Thứ nhất mình để học hỏi, nâng cao cái phản xạ, mở rộng các chủ đề. Thứ hai là làm video phục vụ anh chị, như anh chị nào thích ngoại ngữ đấy, chuyên về ngoại ngữ giao tiếp, chuyên về giao tiếp tiếng Anh, giao tiếp và ngoại ngữ giao tiếp đấy. Thì chiều nay bắt đầu tôi ra tôi chém gió tiếp, làm được video là tôi sẽ up lên luôn, tôi sẽ cho lên kênh luôn đấy. Thì hôm nay là ngày chủ nhật thì chúc anh chị có một ngày nghỉ nhiều niềm vui đấy, và đầy sảng khoái cùng người thân và gia đình, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Anh chị nào mà đi vẫn học tập và làm việc thì chúc anh chị làm việc hiệu quả thôi đấy, anh chị nhá. Làm video ngắn gọn